Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một cái video để phân tích kế hoạch giao dịch tuần mới nhé. Thì có nhiều các anh chị các bạn cũng hỏi về mình về cái nhóm tín hiệu á. Thì cái nhóm này mình chủ yếu là hỗ trợ các bạn mà đăng ký dưới cái IP giới thiệu của mình ở các sàn như sàn Xnet, sàn IC Market hoặc sàn Hot Forex. Thì mình sẽ hỗ trợ tín hiệu. Cái tín hiệu này mình sẽ hỗ trợ có thể là 1 ngày, 2 ngày hoặc là 2-3 ngày mới có tín hiệu. Thì thời gian vừa rồi cũng có được một số cái tín hiệu khá là tốt, giúp cho các anh chị đã kiếm được lợi nhuận. Thì tuần vừa rồi là mình có lợi nhuận khá là tốt với dòng G, dòng bảng Anh á. Các anh chị đã theo mình thì về GU hoặc GJ á, thì các anh chị các bạn cũng thấy là những cái cặp này tuần vừa rồi đã tăng khá là mạnh và đúng theo những cái gì phân tích của mình và theo cái tín hiệu của mình và đã kiếm được lợi nhuận khá là tốt. Thì những cái gì các bạn nào mà quan tâm đến cái nhóm tín hiệu này thì mọi người cũng có thể là tham gia ủng hộ mình, thì đăng ký dưới link của mình và mình đưa vào cái nhóm tín hiệu này để mình có thể là hỗ trợ thêm cho các anh chị các bạn nha. Ngoài ra thì cũng có một số các anh chị quan tâm đến cái khóa học của mình trong thời gian vừa qua. Thì cái khóa học của mình chủ yếu tập trung để định hướng, hướng dẫn các anh chị các bạn về việc xác định xu hướng cũng như các phương pháp phân tích kỹ thuật, hình thành cho mình một cái chiến lược giao dịch nó tốt, dừng lỗ, chốt lời như thế nào, vào lệnh như thế nào, vùng nào đẹp, vùng nào tốt, cái xác suất giao dịch lợi nhuận nó cao, nó tốt như thế nào. Thì mình sẽ định hướng rõ ràng và hướng dẫn chi tiết để cho các anh chị các bạn trên cái thị trường thực tế á, các anh chị các bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Thì cái khóa học này chủ yếu học ở trên cái phần mềm Room Meeting. Thì đây cũng là một cái phần mềm mà học rất là trực quan, rất là dễ, có thể là trao đổi trực tiếp như một cái phòng học online thôi. Thì các anh chị các bạn học ở trên cái lớp này thì mình cũng có ghi lại những cái bài học, những cái video sau mỗi cái buổi học, thì mình có gửi những cái video để cho các anh chị các bạn xem lại. Vào tuần tới mình bắt đầu tiếp là cái khóa học tháng mới. Thì những anh chị các bạn nào quan tâm và muốn học, muốn hình thành cho mình một cái phương pháp giao dịch cũng như thế là giao dịch nó tốt hơn, cần cái sự giúp đỡ và hỗ trợ của mình, thì các anh chị hoàn toàn có thể đăng ký nhá. Thì những thông tin chi tiết hơn thì mọi người có thể liên hệ với mình qua Zalo hoặc là số điện thoại để biết thêm chi tiết nhá. Rồi, mình sẽ qua phân tích một số cặp mà mình hay vẫn thường xuyên theo dõi trong thời gian vừa rồi. Thì tuần vừa rồi những cái cặp mình chú ý cũng đã có được lợi nhuận tương đối là tốt, như thế dòng ơ này, ơ u cũng lên này, và dòng bảng Anh là cái dòng mà tuần trước mình đã phân tích và mình đã nhấn mạnh rất là nhiều cho các anh chị các bạn tham gia rồi, và tuần vừa rồi cũng đã có được lợi nhuận và mình đã chốt lời tương đối là tốt. Thì tiếp tục tuần này nó sẽ như thế nào thì mời các anh chị các bạn xem những cái phân tích tiếp theo của mình nhá. Mình tiếp tục bắt đầu từ Bitcoin đi. Với Bitcoin thì thật sự ra thì trong một khoảng thời gian dài nó đã không có biến động quá nhiều, thì các anh chị các bạn cũng thấy là đây như nó đang tích lũy, đang là một cái vùng nó tích lũy giá thôi, từ cái 9.000 đến 9.500 này là một cái vùng tích lũy giá. Với cái vùng tích lũy này các anh chị cần chú ý cho mình là khi nào mà nó phá vỡ cái này, đây nó phá vỡ cái vùng tích lũy này một cách nó rõ ràng một chút thì các anh chị hoàn toàn có thể đi theo xu hướng này. Ví dụ nó phá vỡ lên một cái cây mạnh thì mình đi theo hướng lên, và nó phá vỡ xuống một cái cây mạnh thì mình đi theo xu hướng xuống. Thì đây là những cái mà thời điểm hiện tại các anh chị các bạn nên chờ đợi một cái cây nến nó xác nhận nó rõ ràng hơn. Còn về cái việc mà ưu tiên buy hay sell thì mình vẫn hướng đến cái việc mà mình sẽ ưu tiên buy hơn là sell, tại vì khi nó phá vỡ về cái xu hướng giảm này và nó đang nằm trên đường giá, ngoài ra đường giá nó nằm hồi về cái vị trí EMA 20-50 thì cái xác suất mình nghĩ là thị trường trong thời gian tới nó đi lên tiếp vẫn là cao hơn là cái xác suất nó giảm nha. Và cái vùng mà vùng mình hay nói đến đó là vùng kháng cự 10.000 đến 10.500, thì đây là một cái vùng cũng khá là mạnh, nó đã test lại đến 2 lần, và mình nghĩ là sau khi thực khoảng thời gian tích lũy này thì cái xác suất nó phá vỡ nó cũng sẽ cao hơn. Đây là cái phân tích đánh giá của mình, thì các anh chị hoàn toàn có thể là xem xét và chờ đợi cơ hội nhá. Thì thực sự ra thì có những khoảng thời gian như vậy đó, thị trường nó không có biến động quá mạnh. Các anh chị thấy có những thời gian thì nó biến động, nó đi theo xu hướng rất là nhanh, nhưng mà có thời gian nó tích lũy như thế này thì mình cũng phải chờ đợi theo thị trường. Và những cái gì mình phân tích thì mình vẫn đang đi theo những cái phân tích trước đó. Nếu các anh chị các bạn muốn xem nó kỹ chi tiết hơn thì xem lại những cái video những tuần trước nhá. Tại vì các anh chị cũng thấy là cả tháng nay thì hầu như Bitcoin nó không có sự biến động quá nhiều xung quanh cái biên giá này. Rồi, thì mình chuyển sang phân tích bên Vietnam Index đi. Thật sự ra thì các anh chị cũng thấy là nó không, cũng chưa có phải là biến động quá nhiều, và cái xu hướng thì thời gian vừa rồi nó đã có được cái nhịp hồi này và nó đã bắt đầu tăng trở lại khá là mạnh trong những ngày vừa rồi.
Tuy nhiên thì các anh chị cũng cẩn thận là với Việt Nam Index ở cái thời điểm hiện tại mình nghĩ vẫn chưa phải là cái vùng giá nó đẹp đâu. Tuy là có những xuất hiện cái mô hình nó đã hồi về rồi và nó đã có xuất hiện cái dấu hiệu lên này này. Hôm trước á, mình cũng có bảo các anh chị là chờ đợi những cái thời điểm nó về giá tốt thì mình mua tích lũy vào. Thì nếu các anh chị các bạn mua tích lũy được vào cái vùng này thì hoàn toàn có thể là giữ. Còn nếu mà nó đã đi xa một chút như thế này thì mình lại phải cần chờ thêm. Thì những cái mục tiêu, những cái kỳ vọng mình hướng đến là có nghĩa là lên đến phải vùng đến 900 điểm hoặc là hơn. Nói chung là về chứng khoán thì mình vẫn kỳ vọng rất là nhiều. Các anh chị cứ mua tích lũy những cái thời điểm mà nó hồi về như thế này này thì khả năng nó sẽ tốt hơn. Còn cái việc mà mua đuổi thì mình không có khuyến nghị lắm nha. Ví dụ thời gian vừa rồi nó đã có từng thời điểm nó về vùng 820 điểm nhưng mà sau đó bật lên 880 điểm thì đây là một cái biến động cũng khá là mạnh trong tuần vừa qua. Việt Nam Index đã có một tuần hồi phục khá là mạnh thì hy vọng trong những thời gian tới Việt Nam Index tiếp tục là tăng nha. Thì mình vẫn ủng hộ là tăng nhiều hơn là giảm nha mọi người. Đó một số cái vị trí mà các anh chị các bạn chú ý có thể là xem xét chốt lời ở những cái vùng kháng cự mạnh ở trên này nha. Rồi, mình qua chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ thì cũng một tuần nói chung là cũng không có quá biến động mạnh nhưng mà đang có những cái dấu hiệu tăng tương đối là tốt sau khi nó đã hồi về này vùng EMA 20 và 50 này và tiếp tục đi lên theo cái xu hướng này. Trong thời gian tới nó có thể là phá được những cái đỉnh ở trên này. Tuy nhiên những cái cặp này mình không có chú trọng quá nhiều trong thời gian vừa rồi vì là tính cho cùng thì lực nó lên được khá là mạnh nhưng mà lực hồi không có quá lớn. Lực hồi không quá lớn thì những cái cặp này so với cái hệ thống, so với những cái gì phân tích đánh giá của mình thì nó không quá đẹp. Còn những cái anh chị nào kỳ vọng thì các anh chị có thể là kỳ vọng lên những cái vùng kháng cự mạnh ở trên đây với là những cái vùng kháng cự mạnh nha mọi người. Đó là cái đỉnh của mọi năm, các anh chị cần chú ý cái đó. Còn với mình thì những cặp này mình chỉ phân tích cho các anh chị các bạn tham khảo thôi. Với quan điểm của mình thì nó không có quá đẹp. Ở cái thời điểm này mình mua cũng khó tại vì mua là mua những cái thời điểm mà mình đã nói các anh chị là mua thời điểm nó hồi ạ. Còn ví dụ như nó đã đi một khoảng thời gian, nó đi được một đoạn rồi thì cái giá nó hoàn toàn có thể là nó lại vào cái vùng nó có thể xem xét là sideways hoặc là cái sự biến động của nó không có quá mạnh nữa và mình mua được không được cái giá tốt nên mình phải chờ đợi thêm. Đây là những cái quyết định của các anh chị. Như cái cặp này thì mình nghĩ cái vùng này nên chờ đợi. Còn cái yếu tố buy thì mình vẫn ủng hộ hơn một chút thôi. Còn mình vẫn chờ đợi. So với cái hệ thống của mình thì không phải là một cái mô hình vào đẹp ở hiện tại. Thì một số cặp này tại vì sau một cái khoảng thời gian đó, chứng khoán Việt Nam này, chứng khoán Mỹ này hoặc là dầu cũng vậy. Sau một khoảng thời gian nó đã tăng khá là mạnh. Các anh chị thấy đó, vừa rồi mình nói rồi không có mua không có bán là vậy đã đứng ngoài thị trường như thế dầu này. Thời điểm trước các anh chị thấy là ngày trước ở dưới đây mình đang rất là khuyến nghị các anh chị các bạn mua được dầu ở những cái vị trí này. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì mình phân tích mình không có nói nhiều về dầu và mình cũng không nói các anh chị mua hay bán hay sao. Nếu các anh chị tham gia những cái nhóm của mình hoặc những cái group ở trên Facebook của mình thì các anh chị cũng biết là thời gian vừa rồi mình không nói về nhiều về chứng khoán Mỹ hoặc là nói về dầu. Tại vì nó không phải là cái mô hình đẹp của mình hướng đến. Thì ở đây các anh chị cũng thấy là với dầu nó tích lũy này, ở đây là một cái kháng cự mạnh nó tích lũy này, khả năng như kiểu như nó đang rất là muốn phá cái vùng kháng cự này đó. Nếu các anh chị các bạn giao dịch theo kênh giá thì mọi người cũng biết là thường thường người ta sẽ chờ đợi nó một cái đợt breakout, có những cái cây nến nó tăng mạnh như thế này thì mình sẽ đi theo và top loss ngay ở những cái cây nến dẫn đường đó. Thì với cái dấu hiệu mua tích lũy như vậy á, thì mình nghĩ là có thể là dầu nó sẽ đi lên được. Nhưng mà với mình thì mình sẽ không mua cái giá này và mình sẽ chờ đợi những cái đợt sóng hồi thì đẹp hơn. Giống như các anh chị là đã theo dõi mình, đã biết được cái phương pháp của mình thì mình luôn luôn chờ đợi những cái đợt hồi. Nếu mình xác định mình mua là mình phải chờ hồi mình mới mua chứ mình không bao giờ kiểu mà thị trường đang đi rồi mình tiếp tục mình mua đuổi cao lên để mình bán giá cao hơn. Cái này mình đã nói rất nhiều ở trong những cái video phân tích của mình. Thì mong các anh chị các bạn cũng hiểu là mỗi người phân tích thì có một cái cách đánh giá và cách phân tích của mỗi người khác nhau, hoặc là cái mà người ta có quyết định vào lệnh hay không thì đó là cái sự lựa chọn của mỗi người khác nhau. Còn với cái hệ thống của mình, với những gì mình phân tích thì mình nghĩ là con dầu ở cái vị trí này cũng không phải là đẹp nên là mình không tiếp tục mình mua vào. Còn cái gì các bạn có thể là xem những cái tham khảo như thế là mình phân tích như những cái kênh giá hoặc là chờ những cái thời điểm breakout này. Nếu các anh chị các bạn nào mà so sánh với hệ thống của các anh chị hoặc là phương pháp của các anh chị thấy hợp lý thì mọi người hoàn toàn có thể theo nó nha. Mình vẫn tập trung chủ yếu là một số cặp đẹp như thế là EU, ECF hoặc là dòng G thì mình thấy nó vẫn đang ăn đẹp nên mình sẽ theo. Ở mỗi khoảng thời gian á, các anh chị cũng biết là ở mỗi khoảng thời gian mình chỉ tập trung vào một hai cặp mà mình cảm thấy là đẹp thôi, không có nghĩa là mình phân tích tất cả các cặp là mình sẽ vào tất cả các cặp hoặc là mình sẽ giao dịch một cặp nào đó cố định. Ở mỗi thời điểm, ở mỗi cái trường hợp nào mình thấy cặp nào đẹp thì mình sẽ đi theo cặp đó và mình phân tích theo cặp đó thôi. Rồi mình qua đồng USD.
Đồng USD thì những ngày vừa rồi thì nó cũng đã có độ giảm một chút. Đây các anh chị thấy là đồng USD giảm và vẫn đúng như kỳ vọng của mình, đó là đồng USD có thể là phần phải đi xuống dưới đây sau khi nó xuống một cái chen xu hướng mạnh này. Các anh chị thấy không? Chen xu hướng mạnh và nó đã có nhịp hồi và bắt đầu nó tiếp tục có thể là xuống, thì trong những ngày tới mình vẫn kỳ vọng là USD tiếp tục suy giảm nha mọi người. USD suy giảm thì dẫn đến mình sẽ giao dịch những cặp liên quan đến USD, thì mọi người sẽ chú ý, tại vì cái mô hình, cái dấu hiệu xu hướng của mình thì mình vẫn theo như vậy. USD tiếp tục suy giảm và cái vùng kỳ vọng trong tuần tới và là nó xuống, tiếp tục nó xuống ở điểm dưới này. Rồi, một cặp mà rất nhiều các anh chị quan tâm đó là vàng. Vàng tuần vừa rồi thì tiếp tục phá đỉnh và lập những cái kỷ lục mới sau một khoảng thời gian khá là dài. Các anh chị cũng thấy là nếu mà các anh chị xem xét mô hình nến thì có những cái cây nến vì EMA rút chân trong tuần vừa rồi thì sau khi nó đã về đây và tiếp tục nó đã bật từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nó đã lên khá là mạnh. Ngày cuối tuần nó có một cái cây nến giảm, nhưng mà tuy nhiên là cái cây này cũng không phải quá là mạnh. Hai cây nến giảm nhưng mà không phải quá là mạnh. Thì với cái phương pháp mình đã nói với các anh chị các bạn và các anh chị cũng nhìn thấy là biểu đồ vàng đã tăng rất là mạnh sau một cái khoảng thời gian. Từ ở dưới đây là cái vùng này là bao nhiêu? Các anh chị thấy là từ khoảng 2 tháng 10 năm 2018, có nghĩa là gần một năm rưỡi trời là vàng đã tăng rất là mạnh rồi. Với mình, cái vùng này mình sẽ không tiếp tục buy tiếp và mình đã khuyến nghị một số các anh chị đã sell từ cái vùng dưới này luôn. Đó, thì và cái phương pháp đó là phương pháp nó giải lệnh ở cái vùng này thôi. Như các anh chị các bạn cũng thấy, nếu mà các anh chị học khóa học của mình thì các anh chị mới biết được cái cách xử lý nó như thế nào khi mà đi ngược xu hướng. Chỉ có những các anh chị các bạn học thì các anh chị mới hiểu được là mình phải xử lý như thế nào khi mà mình thực hiện phương pháp giải lệnh, chứ không phải là mình giải lệnh rồi mình cứ ném đây đâu. Đây là một cái sai. Ví dụ mình giải lệnh xong mà mình cứ ném để ở đây á, chờ cái lúc nó hồi về á, đó là sai. Và mình phải có cách mình xử lý theo thị trường nó như thế nào. Thì với cái quan điểm của mình thì mình vẫn là giải những cái lệnh nhỏ ở cái vị trí trên này để kiếm được cái lợi nhuận ăn sóng hồi. Và quan điểm của mình thì trong thời gian tới vàng có thể là điều chỉnh, trong tuần tới vàng có thể là điều chỉnh và mình chỉ sell vàng, không có buy vàng, tiếp tục buy vàng để bán cao hơn nha. Và mình tiếp tục là sell vàng, giải lệnh ở vùng này sell vàng. Còn cái việc sell như thế nào thì có những người thì giao dịch khối lượng lớn, có những người giao dịch khối lượng nhỏ. Thì các anh chị cũng phải đặt ra cả một cái vùng giá, xác định cả một cái vùng giá để các anh chị các bạn quản lý vốn. Nó còn phải phụ thuộc vào cái vốn nữa. Cái khối lượng giao dịch là phải phụ thuộc vào cả cái số vốn của các anh chị như thế nào nữa. Và các anh chị phải hiểu được là vàng nó biến động rất là mạnh và các anh chị phải giao dịch như thế nào. Thì đó là tùy thuộc nha. Có thể mình cùng nói sell nhưng mà có anh chị thì sell kiếm được lợi nhuận, nhưng mà có anh chị sẽ sell để cho cháy tài khoản. Thì cái này á, phải phụ thuộc vào phương pháp rồi cái cách thức của mỗi anh chị, mỗi người giao dịch nó khác nhau. Không phải lúc nào mình cũng bắt đỉnh, bắt đáy. Và cũng không phải lúc nào mình cũng đánh theo xu hướng. Xu hướng là những thế nào? Xu hướng là những cái vị trí mà mình có thể là nhận biết được ở những cái vùng mà đảo chiều xu hướng ngay từ đầu đây. Thì khi đó mình mới giao dịch theo xu hướng. Còn đến khi mà thị trường đã đi quá xa rồi thì cũng có những cái quyết định để cho các anh chị các bạn phải vào để kiếm được lợi nhuận từ cái việc mà bắt đỉnh bắt đáy. Còn cái phương pháp như thế nào thì mỗi người sẽ có những cái quyết định, nó phụ thuộc vào cái vốn của mỗi người nữa và phụ thuộc vào cái khối lượng giao dịch. Thì nếu mà các anh chị các bạn mà không thích bắt đỉnh bắt đáy thì các anh chị nên đứng ngoài thị trường, đúng không? Còn cái vùng này mình cũng không có khuyến nghị các anh chị mua, là mình đã nói rất nhiều cái việc mà có nhiều các anh chị thấy thị trường nó đẩy lên mạnh. Thường thường cái lúc mà thị trường hưng phấn nhất á, là cái lúc mà mình cần phải cẩn trọng nhất. Đó, các anh chị cũng phải nên suy nghĩ đến cái vấn đề đó, chứ các anh chị cũng không phải vội vàng là thấy thị trường đang đẩy lên và các anh chị đẩy theo luôn. Và có nhiều các anh chị khi mà gặp đây những cái đợt sóng hồi như vậy, các anh chị cũng bạn cũng lo lắng rất là nhiều. Ví dụ như thời gian vừa rồi, ví dụ như ngày hôm thứ tư đi, nó đẩy lên một cây dài đây, cái nhiều các anh chị thấy thị trường vàng đang lên mạnh, các anh chị mua các anh chị để ra qua khung nhỏ, các anh chị mới thấy là nó sẽ có cái đợt hồi phục đây, các anh chị thấy không? Ví dụ như thế, các anh chị nhiều các anh chị các bạn thấy nó lên mạnh quá ở đây, các anh chị tham, các anh chị tiếp tục mua vào, khi đó các anh chị sẽ dính những cái đợt sóng hồi này này, đúng không? Đợt sóng hồi như vậy. Và quan điểm của mình vàng là vậy, mình vẫn đang còn giữ và mình chỉ có sell không có buy. Thì đó, những cái anh chị nào quan tâm, cảm thấy được thì tất cả cho các anh chị các bạn tham khảo thôi. Mình cũng có những quyết định của mình phân tích, các anh chị cũng biết rồi này. Không có cái gì là chắc ăn cả, nhưng mà mình phân tích hết
có những quan điểm của mình như thế nào mình nêu rõ ra cho các anh chị các bạn thấy ở cái vấn đề như vậy. Còn cái việc đúng sai thì phải chờ thị trường quyết định. Cũng đúng khá là nhiều đúng không các anh chị? Nhưng mà cái sai thì mình không thể tránh khỏi được, có lúc đúng có lúc sai, nhưng mà quan trọng là mình đúng bao nhiêu và mình sai bao nhiêu. Khi mình đúng mình được bao nhiêu và khi mình sai mình mất bao nhiêu, thì đó là những cái mà các anh chị các bạn cần phải quan tâm đến nhá. Tại vì có nhiều anh chị, có người thì giao dịch khung nhỏ, có người giao dịch khung lớn, có nhiều các anh chị đó hôm nay vừa buy vừa sell cũng vẫn ăn. Đó. Nên là các anh chị phải rõ ràng cái quan điểm của mỗi người ra nha, và cái cách thức giao dịch. Còn mình, cái quan điểm của mình là vàng, mình chỉ canh sell, không canh buy. Giống như mình phải xác định cái tâm lý rõ ràng ra, đến cái vùng nào đó mình mua tích lũy hoặc là mình bán tích lũy ở một cái vùng giá nào đó, thì mình cứ tuân thủ theo cái phương pháp của mình. Và trong cái quá trình đó mình có cách xử lý của riêng mình. Đó là cái quan điểm của mình. Các anh chị các bạn cũng tham khảo nha. Rồi, mình sẽ đi qua phân tích những cặp bên Forex và trên cái hệ thống Hekenashi của mình để cho các anh chị các bạn hiểu rõ hơn. Về hệ thống Hekenashi của mình thì các anh chị cũng thấy là vàng đang có lực tăng rất là mạnh và nến Hekenashi cũng đang đà tăng. Hôm thứ Sáu vừa rồi có một cái dấu hiệu đảo chiều. Thì với kỳ vọng của mình vẫn giải cái vùng giá đó và mình chờ đợi nó hồi về cái đám mây. Thời gian vừa rồi các anh chị cũng thấy là một cái lực đà tăng khá là mạnh đây rồi. Và mình đang còn rải bắt đỉnh với vàng. Đó là quan điểm của mình. Thì những cái gì các bạn theo dõi thì mình cũng thấy là rất nhiều các anh chị các bạn đang quan tâm đến vàng và cũng đang bắt đỉnh nhá. Thì mình thấy đây cũng là một cái cơ hội. Nói chung là thật sự là đây cũng là một cái cơ hội. Còn để cho thị trường quyết định và mình sẽ có những cái xử lý của mình tiếp theo. Nếu các anh chị các bạn cảm thấy tham gia được thì mọi người có thể là sell, còn không thì hoàn toàn có thể là đứng ngoài thị trường. Còn cái việc mua đuổi mình không có khuyến khích nhá. Rồi, mình qua EU đi. EU thì thật ra một tuần vừa rồi cũng tăng khá là mạnh. Các anh chị cũng thấy là từ thứ hai này đến thứ năm là tăng mạnh, ngày hôm thứ sáu thì nó giảm một chút, nhưng mà nó giảm một chút các anh chị cũng thấy là giảm vừa về đường EMA 20 bật lên liền, đúng không? Và cái con EU này cũng là một cặp mình nghĩ là khá là đẹp trong tuần tới, kỳ vọng lên đến vùng trên này đó. Và EU tiếp tục canh buy không canh sell, và cái vị trí top loss của mình là ở đây. Các anh chị top loss ngay ở dưới cái đáy này cho mình, đây cái cây này cũng được, và tỷ lệ thì mình nghĩ là khá là cũng tương đối là tốt. Sau khi nó đã về tiếp tục nó test về EMA 20-50 thì khả năng nó bật lên là khá là cao nha. Thì EU cũng là một cơ hội đẹp trong tuần này. Tại vì nó hội tụ được nhiều yếu tố, các anh chị thấy này. Cái xu hướng nến dẫn đường này, đúng không? Sau khi đó nó hồi về này, và nó sẽ tạo thành một cái sóng hồi và tiếp tục nó đi lên theo xu hướng. Nó vẫn nằm trên EMA 20-50, nó vẫn nằm trên đám mây Ichimoku. Đây là một cái cặp mà mình nghĩ là đẹp. Thì những cái gì nào quan tâm hoàn toàn có thể là chú ý đến những cặp này nha. Những cặp kia mình phân tích chưa đẹp thì mọi người hoàn toàn có thể chờ đợi. Còn những cặp này, mình cặp nào đẹp mình nói cho cái gì các bạn thấy là nó đẹp. Tại sao nó đẹp thì đó, cái gì cũng biết là từ khi nó hồi về đến bây giờ là lên cũng khá là tốt rồi. Thì đây là một cặp mà cũng là một cái cơ hội đẹp cho cái gì các bạn quan tâm nha. Mình qua Uzi thì sau một khoảng thời gian rất khó đoán, bây giờ với hệ thống của mình đã cho cái tín hiệu dẫn đường đẹp, và hoàn toàn cái gì các bạn có thể là theo dõi và tham gia. Một số cái yếu tố mình nói là tại sao nó đẹp, đó là các anh chị thấy là nó nằm dưới giao cắt EMA 20 và 50, nằm dưới đám mây Ichimoku là hai điều kiện CCI giảm mạnh đó. Và đây là cái cơ hội hoàn toàn các anh chị vào và các anh chị top loss ngắn được đầu sóng, hoàn toàn các anh chị theo. Thì ở đây có một số cái vị trí các anh chị cần quan tâm, đó là thì mọi người kỳ vọng ngắn thì có thể đến cái vùng này, nhưng mà với mình thì mình nghĩ là nếu mà xuống được là nó còn xuống sâu nữa kia. Nó có thể xuống được cả cái vùng ở sâu ở dưới đây thôi. Nên là với Uzi là một cái cặp mà mình nghĩ là bắt đầu đẹp rồi cho một cái xu hướng sell. Với cái hệ thống của mình, những cái gì các bạn nào quan tâm thì chỉ canh sell Uzi, không canh buy nha. Đây là một cái cơ hội mà mình nghĩ cũng tương đối là đẹp. Bắt đầu từ thời điểm này là nó đã đẹp rồi. Còn thời gian trước mình không có nói nhiều về Uzi là vậy. Còn bây giờ có tín hiệu, cái hệ thống của mình có tín hiệu, mình thấy đẹp thì mình tham gia thôi. Thật sự ra thì ở đây nó cũng đang còn hơi sớm một chút, nhưng mà mình nghĩ là vẫn được. Tại vì cái dấu hiệu nến và nó hội tụ cho mình hầu như là chưa đủ hết tất cả yếu tố, nhưng mà đa phần là đã được rồi. Ví dụ mô hình nến đẹp, CCI đẹp, nằm dưới đám mây Ichimoku, nằm dưới giao cắt. Còn một cái nó chưa có được nữa, đó là mô hình đỉnh đáy. Mô hình đỉnh đáy chưa xuất hiện quá rõ ràng. Nếu mà xuất hiện rõ ràng thì các anh chị lại bị một đoạn là nó đã giảm sâu rồi. Tại vì khi nó xuất hiện rõ ràng là khi mà cái sóng nến này này, cái nến này nó xuống sâu thì nó sẽ tạo thành một cái đáy mới, đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì nó rõ ràng hơn. Khi này nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Nhưng mà các anh chị cũng đã mất đi một đoạn giá như thế này. Thì giống như thế là mình có bốn cái điều kiện để mình vào lệnh nhá. Nhưng mà bây giờ nó đạt được cho mình ba cái điều kiện rồi. Thì tùy theo sự quyết định của mỗi các anh chị,
Nếu các anh chị các bạn chờ đến cái tín hiệu cuối cùng các anh chị mới vào lệnh thì đó là cái quyết định. Còn với các anh chị các bạn muốn mình vào được cái điểm tốt hơn mà nó đã có 3 trên 4 cái tín hiệu mình đặt ra rồi thì mình cũng có thể quyết định tham gia. Tại vì cái top lot ở đây không có quá dài. Các anh chị phải hiểu cho mình là nếu các anh chị mua ở đây thì top lot cũng không có phải quá dài. Tại sao? Tại vì mình là đi được những cái cây nến đầu tiên nó dẫn đường và không may nó có đảo chiều trở lại thì cái top lot của mình cũng khá là ngắn. Các anh chị các bạn chú ý thì các anh chị cũng có thể là quan tâm đến cái tín hiệu này. Mình nghĩ tín hiệu này là đẹp rồi. Đó, còn rõ ràng hơn thì phải chờ mô hình đỉnh đáy như các anh chị các bạn thấy ở đây. Đó, thì mình giao dịch là mình có phương pháp và mình đặt ra những cái quy tắc của mình như vậy. Có những người thì phải chờ đủ cả 4 tín hiệu thì các anh chị mới vào lệnh hoặc mới thoát lệnh. Còn có người thì mình 3 trên 4 là mình cảm thấy được rồi. Thì tất nhiên là cái gì mà nó chưa đủ thì nó sẽ mạo hiểm hơn một chút. Hoàn toàn nó có thể là thay đổi. Nhưng mà cái mình đánh đổi là cái gì? Cái top lot nó có gần hay không? Và cái giá mình mua có tốt hay không? Tài khoản của mình như thế nào? Mình có dám quyết định vào thêm con này hay không? Thì đó là cái quyết định của các anh chị nha. Và mình thấy cái tín hiệu UZI trong tuần này là bắt đầu đẹp rồi. Tiếp theo là mình qua AU. AU với NU thì tuần rồi cũng có cái dấu hiệu tăng này. Nhưng mà mình cũng nói các anh chị rồi, AU với NU là phải chờ đợi hồi thêm. Còn ở cái vị trí hiện tại mình không có xem xét mình vào nữa. Thời điểm trước thì mình vào AU, NU nhiều. Nhưng mà bây giờ nó đã đi lên cao rồi. Nó không có những cái biến động mạnh. Cái mình chờ đợi á là mà phải một đợt hồi mạnh rồi mình mới mua lên. Và mình cũng chỉ canh mua không canh sell. Đó nên là cái gì nào quan tâm đến AU và NU cũng chú ý cho mình cái này. NU tuần vừa rồi cũng đã tăng khá là mạnh theo những cái gì mình dự đoán này. Các anh chị lấy 5 cây đều xanh này. Và hôm trước cái tín hiệu ở đầu sóng này mình cũng đã nói cho các anh chị, nếu mà các anh chị vào theo cái tín hiệu này và top lot ở dưới đây cũng đã có được lợi nhuận. Đó các anh chị các bạn thấy này. Cái vị trí nếu mà các anh chị các bạn mà chờ tín hiệu nó rõ ràng thì nó lại khác lại. Còn nếu mà các anh chị theo phương pháp của mình, ví dụ như thế là hồi về cái vị trí 20-50 mua liền, thì mình lên đây là mình đã có một đoạn tốt và mình đã hầu như đã có lợi nhuận rất là tốt rồi. Còn nếu các anh chị mà chờ đợi một cái xác nhận gì quá rõ ràng thì nó lại đi mất một đoạn khoảng giá của mình không còn mua được cái giá tốt. Thì các anh chị phải chú ý của mình. Nếu mà các anh chị bạn mua được giá tốt thì các anh chị hoàn toàn có thể rời top lot lên. Còn không thì với AUNU hiện tại thì các anh chị không nên vào luôn nữa nha. Vào liền nữa nha. Rồi, mình qua UZF. UZF thì cũng đúng như dự tính vừa rồi, rất nhiều cặp mà tuần vừa rồi đã đúng như dự tính. Các anh chị thấy là tiếp tục giảm và phá đáy. Và kỳ vọng của mình với UZF và là xuống những cái vùng thấp hơn. Đó, các anh chị thấy này, hồi về xuống này, đúng không? Hồi về này rồi xuống này. Nên là trong cái quá trình giao dịch các anh chị đừng có để cho vài cây nến mà nó làm cho phân tâm của các anh chị. Và cái quan trọng là cái phương pháp của các anh chị. Đôi lúc sau này nếu mà các anh chị các bạn giao dịch có những cái thời điểm mình không cần dùng đến nến, mình chỉ cần dùng đến đường giá thôi. Có thể hoàn toàn các anh chị các bạn để những cái đường giá thôi, không phải để phụ thuộc vào nến nữa. Tại vì nhiều cái anh chị mà giao dịch không quen, không chú ý đó mà phụ thuộc quá nhiều nến đó, các anh chị sẽ bị nhầm lẫn những cái dấu hiệu nến như vậy này, nó lừa như thế này này. Nhưng mà cái quyết định đến cái việc thắng thua là cái giá chứ không phải là cái nến. Cái nến nó chỉ có phản ánh trong một cái thời gian ngắn thôi và nó bị lừa rất là nhiều, nên là các anh chị cần chú ý cho mình cái điều này nha. Và UZS tiếp tục theo xu hướng, những anh chị nào mua được giá tốt thì có thể là rời top lot và nuôi đến những cái vị trí mình kỳ vọng. Rồi, một cái dòng rất là tuyệt vời đó là dòng bảng Anh. Dòng bảng Anh thì các anh chị cũng thấy là trong thời gian vừa rồi mình đã quan tâm rất là nhiều. Các anh chị thấy là từ cái thời điểm mà nó có xuống dưới đây này, các anh chị thấy mua được cái giá tốt không? Quá là đẹp. Và tuần vừa rồi tiếp tục nó tăng thêm nữa, khá là tốt, có lợi nhuận rồi, đúng không? Các anh chị giao dịch, các anh chị phân tích, các anh chị xem những video phân tích của mình, các anh chị cũng biết rồi. Mình cứ tuân theo những cái gì mình đặt ra, mô hình mình đặt ra như thế nào này, và nó đã nằm trên đám mây Ichimoku hay chưa này, rồi đến cái vùng nào mình mua này và vùng nào mình chốt lời, thì các anh chị cũng thấy là khi nó xuống mình vẫn quan điểm của mình là mình mua, thì là mình mua. Tại vì là cái gì, hệ thống mình đã đặt ra rồi, cái quy tắc, cái chiến lược mình đã đặt ra rồi và mình phải tuân thủ theo cái đó. Và các anh chị thấy không, đúng không, khi mà thị trường, các anh chị xem những cái video phân tích thời gian trước của mình này, khi mà nó xuống rất nhiều các anh chị lo lắng, nhưng mà bây giờ nó lên thì sao, các anh chị chỉ gặt hái lợi nhuận thôi. Vừa rồi các anh chị cũng thấy là tuần vừa rồi mình đã chốt được lợi nhuận, đánh tuy nhỏ thôi nhưng mà cái lợi nhuận ăn được cái khoảng thời gian nó rất là dài. Và các anh chị quan trọng là vậy này, mình đánh nhỏ tâm lý mình thoải mái, mình luôn mua được cái giá tốt. Các anh chị thấy như thế, cái phương pháp của mình đã làm rồi, mình đã giải được cả một cái vùng giá đẹp. Các anh chị thấy có phải lúc nào mình cũng mua được cái giá tốt đâu, mua được cái giá tốt ở dưới đây không? Và khi đó tất cả các lệnh này đã mua được giá tốt, các anh chị thấy là từ cái lệnh thấp nhất đến cái lệnh cao nhất mình đã đều có được lợi nhuận. Và cái khi đó khi đúng xu hướng mình kiếm được lợi nhuận rất là tốt,
nó lợi nhuận mình là tăng rất là tốt luôn, chứ không phải chờ đợi quá là nhiều. Ví dụ các anh chị chờ đợi quá nhiều, khi nó xác nhận các anh chị phải mua được cái giá quá cao thì khi đó nó không tốt. Cái của mình là mình đã xác định được cái xu hướng và mình đi theo cái xu hướng đó thôi. Những cái anh chị nào mà còn nghi ngờ, còn mà không hiểu thì các anh chị phải xem những cái video phân tích của mình những tuần trước. Các anh chị phải hiểu được này, những cái video của mình hàng tuần đó, nó còn đó, các anh chị phải đánh giá coi từng cặp nó xác suất nó cao, nó chính xác bao nhiêu, những cái xác suất nào mình phân tích có đúng không. Mình thấy với quan điểm của mình á, mình cảm thấy là rất nhiều cặp chính xác, nhưng mà không biết các anh chị có kiếm được lợi nhuận hay không. Đó, thì các anh chị hoàn toàn có thể xem lại những cái video để các anh chị thấy được cái điều đó nhé. Ví dụ các anh chị xem video tuần trước thì nó đang nằm ở đâu, video 2 tuần trước nó đang nằm ở đâu, 3 tuần trước nó đang nằm ở đâu, thì các anh chị sẽ thấy được là ở cái vị trí đó tại sao mình vẫn mua, ở cái vị trí đó tại sao mình vẫn bán, ở cái vị trí dưới đây sao mà nến giảm như vậy mà mình lại không bán xuống, mình không sell mà mình lại mua lên. Đó là cái nguyên nhân mà các anh chị phải đặt ra, các anh chị phải hiểu được cái vấn đề đó. Chứ còn nếu mà các anh chị cứ phụ thuộc quá nhiều nến, ừ thấy 2-3 cái nến giảm các anh chị mua theo, à bán theo, thì có phải là các anh chị bán ngay ở cái vị trí đáy không? Đó, thay vì đó mình đã xác định những cái gì mình đặt ra từ trước đó rồi thì mình cứ theo cái xu hướng đó. Còn ngoài ra thật sự nói như vậy nhưng mà sẽ có nhiều các anh chị không có linh động và không hiểu được, thì mọi người vẫn đang còn gặp một số cái vấn đề khó khăn. Nếu các anh chị thực sự muốn theo một cái phương pháp tốt, muốn hiểu được cặn kẽ phương pháp của mình, cách xử lý lệnh như thế nào, cách điều lệnh như thế nào, cách ăn sóng hồi như thế nào, thì cái khóa học của mình đã hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể để cho tất cả các anh chị các bạn giảm thiểu được cái rủi ro và kiếm được lợi nhuận ở trên cái thị trường này. Còn nếu các anh chị các bạn chịu khó học hỏi tìm tòi thì các anh chị cũng sẽ hiểu được một phần nào đó của cái chiến lược của mình. Thì cũng mong là các anh chị các bạn hiểu được những cái này và kiếm được lợi nhuận nhá. Rồi về GCSF thì mình cũng không quan tâm, tuần vừa rồi mình không còn quan tâm rồi, nhưng mà nó cũng đã, nếu các anh chị các bạn nào mà vẫn còn giữ cái lệnh dài hạn ngày trước ở trên này chưa có top loss thì vẫn đã kiếm được lợi nhuận. Đối với GZ cũng giống như GU, các anh chị cũng thấy là hai cặp này là hai cặp mà mình chú trọng, mình quan tâm nhất, và nó cũng đã đúng theo cái phương pháp của mình khi mà mình mua được tất cả những cái giá tốt, và tuần vừa rồi đã là một tuần mà mình đã chốt lời và tiếp tục hồi về, mình lại tiếp tục mua. Với thời điểm hiện tại như thế nào, tiếp tục vẫn là thời điểm tiếp tục, và các anh chị phải bám theo sóng như thế nào. Đây, các anh chị phải chuyển qua những cái khung thời gian nhỏ này, ví dụ H4 này, các anh chị thấy này, ở đâu các anh chị vị trí top loss như nào, H1 này các anh chị sẽ top loss như thế nào. Đây là những cái vị trí các mình đã nói rồi, một cái xu hướng tăng này cứ hồi về, các anh chị lại mua được những cái giá tốt này. Thì bây giờ tại vì nếu các anh chị các bạn mua được cái giá tốt ở mình ở dưới đây thì các anh chị có thể là tiếp tục, các anh chị nuôi giữ dài hạn, tại vì những cái cặp như GU, GG mình đã còn kỳ vọng lên cao đây kìa. GU mình cũng phải kỳ vọng lên cao này kia. Đó, mình đang còn kỳ vọng lên những cái vị trí đó. Nên là các anh chị các bạn thấy một điều là ở cái vùng này vẫn là mua được, tại vì nó cũng chưa có quá xa đâu. Nó cũng đang nằm mới vượt qua đám mây Ichimoku tiếp tục lần thứ tiếp theo này. Và đám mây này vẫn là đám mây tốt, dấu hiệu nến vẫn là tốt, nên vẫn tiếp tục kỳ vọng lên nha. Về top loss xa thì top loss dài hạn các anh chị sẽ từ ngày trước top loss ở dưới đây, các anh chị rời trên này. Nhưng mà với bây giờ thì hoàn toàn các anh chị có thể lợi dụng trên khung thời gian nhỏ, các anh chị top loss ngay ở dưới cái vùng này. Ví dụ như cái vùng giao cắt giữa EMA 20-50 ở đây này, tùy theo cái kỳ vọng TB tích lũy fit của các anh chị, thì nếu mà ở đây thì nó vẫn đang thỏa mãn tỷ lệ 1:1 hoặc là 1.5 thì vẫn tốt, thì hoàn toàn các anh chị vẫn nuôi giữ được lệnh GZ nha. Và GZ GU vẫn là đẹp trong tuần tới, và mình vẫn canh buy không canh sell với GU GZ nha các anh chị. Tiếp theo là mình sẽ qua UCAC thì một tuần cũng sideways, thì có xem như cái vùng giá này sideways thôi. Còn về cái hệ thống phân tích của mình thì các anh chị cũng biết là sóng này sóng chính, và sóng này sóng hồi, và tiếp tục kỳ vọng đi xuống. Đó là UCAC nha. ECDF như thế nào? ECDF thì đúng là cái con này là chỉ có sideways là nhiều. Ngày trước ở dưới đây cũng sideways này, anh chị cũng thấy đi là rất là khó chịu, và thời gian vừa rồi đi cũng khó chịu, cứ sideways. Nhưng mà với hệ thống của mình từ cái vị trí ở trên này thì cái sóng này mình vẫn là sóng chính, và tất cả ở đây cũng chỉ là vùng hồi thôi. Tất nhiên là bây giờ đến cái vị trí này nó không còn quá đẹp như thế thời điểm ở trên này, nhưng mà những cái lệnh mình kỳ vọng mình vẫn giữ thì mình vẫn giữ, những tuần trước mình vẫn giữ, mình mua được, thì ở đây vẫn là những cái vị trí top loss của mình ngắn hạn này. Và top loss dài hơn một chút thì mình top loss ở dưới đây, anh chị chú ý cho mình là mình sẽ top loss ở dưới đây. Và ECDF có những cái anh chị sẽ không nên vào thêm nữa và vẫn giữ lệnh cũ thôi, có nghĩa là cái anh chị không nên đổi nữa, tại vì những cái lệnh có anh chị đã dính lệnh ở trên này thì vẫn giữ được và đặt top loss ở những cái vị trí dưới đây. Nhưng mà với cái vị trí bây giờ nó đã thoát dần dần xuống dưới đám mây rồi, thì mình phải chờ những cái tín hiệu xác nhận nó rõ ràng, nó vượt lên trên nữa. Chứ còn bây giờ các anh chị
không nên mua đuổi vào nữa nhá, không nên mua đuổi ECDF. Các anh chị thay vì đó các anh chị sẽ chọn EU hoặc là dòng GU, GG là những cặp mà vẫn đang trong một cái xu hướng dài hạn mình tăng. Đó, ECDF thì mình vẫn giữ những lệnh cũ của mình, nhưng không hạn chế vào thêm lệnh. Đó là các anh chị chú ý cho mình cái đó. Dòng GA. GA thì các anh chị quan sát tuần trước mình cũng nói các anh chị bắt đáy và con này bắt đáy hoàn toàn chính xác và tiếp tục. Nếu các anh chị bắt đáy rồi, chính xác ở những cái vị trí này rồi thì nuôi giữ lệnh này cho mình, nuôi quản lên. Tại vì sao? Tại vì dấu hiệu nến đàn đẹp, CCI đàn đẹp và kỳ vọng lên cao một chút rồi hãy cắt. Ở trên đây là một cái vị trí kháng cự này và xa hơn. Mình có thể là kỳ vọng lên xa hơn ở trên này nữa. Nói chung là nó sẽ hút về đám mây chi càng sâu thì càng tốt. Tại vì sao? Tại vì cái sóng này nó giảm khá là mạnh, chưa có một đợt điều chỉnh mạnh. Nên là những cái gì nào là bắt đáy thành công, con GA tuần trước mình nói thì bây giờ vẫn rời top lot và nuôi con này nhá. Con này cũng tương đối là đẹp, vẫn rất là đẹp. Một số cặp các anh chị các bạn cũng quan tâm đó là ACDF và IG. Thì các anh chị thấy là với cái dòng này thì hiện tại hầu như nó đang đi sideways và nó không có biến động quá nhiều. Thì với cái hệ thống phân tích của mình, thường thường nó sẽ hồi về cái vùng này và nó đi tiếp. Nhưng mà với những cái cặp này hiện tại nó đã đi lên một cái sóng, nó đi quá cao rồi. Thì mình cần chờ thêm một thời gian kệ nó đi, cho nó tích lũy xem như thế nào đã. Còn nó không còn đẹp nhá. Ví dụ như bây giờ nó không còn đẹp. Đó, mình nghĩ vậy. Với IG cũng vậy, IG cũng không còn quá đẹp. Đó, thì hai những cái cặp này là mình không có theo nó. Ở đây mình kết luận là một cái, đó là tuần này có những cái gì đẹp. Đó là EU đẹp, vàng vẫn sell bắt đỉnh, ECDF vẫn giữ được lệnh từ những tuần trước, và GU, GG là những cặp đang trong xu hướng sóng đẹp. Nó hội tụ những cái yếu tố đỉnh đáy thành công, nằm trên đám mây Ichimoku, nằm trên đường giá EMA 20 và 50 và tiếp tục đang hướng đến những cái vị trí kháng cự tiếp theo. Đây là những cặp mà các anh chị hoàn toàn vẫn tiếp tục nắm giữ nhá. GA vẫn tiếp tục nuôi và nắm giữ dài hạn. Đó, có những cặp đẹp, các anh chị cần chú tâm quan sát trong những ngày tới. Đó, mình đã chú ý như vậy là cho các anh chị rồi. UG này chứ, UG cũng là một cặp mà hoàn toàn các anh chị cũng thể xem xét theo cái dấu hiệu tín hiệu của mình nhá. Rồi thì cái video mình cũng kết thúc ở đây. Thì mọi cái thông tin các anh chị muốn tìm hiểu về cái khóa học hoặc là muốn mình cần mình hỗ trợ hướng dẫn cho các anh chị các bạn thì các anh chị có thể là xem cái video ở trong kênh YouTube của mình nhá. Thì hiện tại khóa học của mình tuần sau rồi, tuần sau là mở rồi, từ thứ hai bắt đầu học rồi. Thì những anh chị nào đăng ký thì đăng ký trong tháng này thì ấy nhanh tay và cũng đang được hỗ trợ giảm giá một phần. Thì các anh chị quan tâm thì ấy liên hệ mình nhá. Rồi thì cái video mình cũng kết thúc ở đây, mong là cũng giúp cho các anh chị các bạn tham khảo cho tuần tới giao dịch tốt hơn. Chúc các anh chị các bạn cuối tuần giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận. Những anh chị nào các bạn mới xem video của mình lần đầu thì đăng ký kênh để giúp kênh phát triển, cũng như thể là giúp cho các anh chị khác có thể là biết đến và giao dịch nó tốt hơn nha. Chào các anh chị và các bạn.